Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì dù qua cái thông tin mà hàng chục người Việt Nam ở Mỹ đang được đang bị trục xuất cũng như là kiểm tra về phần di trú và định cư ở Mỹ, kiểm tra lại hồ sơ, thì cũng có thể thấy Mỹ đã bắt đầu họ kiểm tra gắt gao về cái hồ sơ mà định cư ở Mỹ của người Việt Nam mình, người gọi là người Việt Kiều quý vị. Họ sẽ kiểm tra lại hết và kiểm tra gắt gao các bộ hồ sơ đã định cư từ rất lâu đời mà họ chưa kiểm tra được hết, thì bây giờ họ sẽ bắt đầu kiểm tra từ những người mà có tiền án, tiền sự ở bên Mỹ, cũng như là những người mà làm kết hôn giả để được qua bên đó. Thì trước cái thông tin này thì cũng có nhiều người Việt Nam sống ở hải ngoại đã vô đọc và cũng như là bình luận để lại một số thông tin về ý kiến riêng của họ. Thì sau đây em xin đọc sơ qua một số cái bình luận cũng như là ý kiến riêng của họ. Thì cái bình luận đầu tiên là của anh Tony Bùi ở Cali. Thì anh có bình luận và chia sẻ là: tôi rất cảm thấy xấu hổ cho người Việt Nam, nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Bây giờ anh ra đường thật sự không dám nói mình là người Việt Nam chút nào. Bởi vì nếu mà nói người Việt Nam thì người Tây sẽ thường nói là người Việt Nam chuyên mánh mung, trộm cắp, lừa đảo. Có người Tây còn nói là người Việt Nam qua đây kết hôn giả chàng lan, nên tôi nghe cảm thấy mắc cỡ, ra đường cứ im lặng cái miệng mà không dám nói mình là người Việt Nam. Dạ vâng, thì đây là một cái bình luận thực tế và chia sẻ cảm nghĩ sau khi đọc được cái bài viết mà trục xuất hàng chục người Mỹ, người Việt Nam ở Mỹ. Và cái bình luận tiếp theo của Ngọc Anh Hồ được bình luận như sau: đừng bao giờ nghĩ nước Mỹ để yên cho những kẻ gian lận, họ chỉ điều tra trong im lặng để tìm chứng cứ. Dù có kéo dài thời gian, người dân cứ tưởng họ không nhắm vào mình, nhưng khi họ đã vô cuộc thì không thể chạy thoát tội được đâu. Dạ vâng, lại là thêm một cái bình luận nữa của một người Việt Kiều sống ở hải ngoại. Và thêm một cái bình luận ủng hộ cái cuộc điều tra gắt gao về di cư cũng như định cư của Mỹ, đó là: nước Mỹ làm vậy là quá ok, kinh tế ngày càng kinh khủng, bao nhiêu viện trợ cho chiến tranh, nạn nhập cư trái phép thì càng phức tạp hơn, nên người ta làm căng là chuyện bình thường. Việt Nam ta cũng không ngoại lệ. Đây là một cái bình luận của một vị Việt Kiều đã ủng hộ chính sách Mỹ làm gắt gao về tình trạng nhập cư trái hợp pháp cũng như là kết hôn giả. Và đây là thêm một cái bình luận nữa, đó là: ở đâu cũng vậy, đất nước nào cũng thế, gian lận thì phải xử lý, như vậy mới công bằng. Trong khi người thật sự cần sum họp với gia đình, vợ chồng thật thì lại bị chậm hồ sơ vì những trường hợp kết hôn giả. Và đây là cái bình luận mà gọi là rất là buồn, kiểu như là thất vọng, kiểu như người ta kết hôn thật nhưng mà bị chờ đợi hồ sơ để xét duyệt quá lâu vì những cái bộ hồ sơ giả trên bên Mỹ người ta giữ lại để kiểm tra trước, có gì thì người ta chưa đến lượt mình, nhưng mà thật sự là cái người này thì là kết hôn thật. Lại thêm một cái bình luận nữa, đó là của Trâm Lê Tuyết, đó là: như con gái tôi kết hôn thật mặc dù chồng lớn tuổi, nhưng hôn nhân hai đứa đã đổ vỡ, xong gặp nhau là cưới là sự thật, giờ gặp những trường hợp giả nên phải chờ đợi chính phủ xác minh, cho nên ảnh hưởng hồ sơ bị chậm lại. Thanh Kiều em đã chia sẻ thông tin. Dạ vâng, thì đây là thêm một cái vụ là đôi vợ chồng này thì cũng lớn tuổi rồi, thì là kết hôn thật nhưng mà do phải đợi những bộ hồ sơ trước trước của mình nữa, thì những bộ hồ sơ đó chính phủ chưa.
Thì đây là cái cặp vợ chồng lớn tuổi đã kết hôn thật, kết hôn thật luôn chứ không phải là giả để làm để định cư bên Mỹ, nhưng mà do phải đợi những bộ hồ sơ kia kết hôn giả thì chính phủ phải đi xác minh lại rất là lâu và mất thời gian, nên họ cũng bị chậm lại luôn, cho nên rất là ảnh hưởng đến chuyện định cư và xây dựng tương lai của họ ở bên kia. Và thêm một bình luận nữa là ở một đất nước văn minh thượng tôn pháp luật, người Việt Nam mình không thể muốn làm gì cũng được nên bị trục xuất là đúng. Đây là một cái bình luận mà ủng hộ về chính sách trục xuất của Mỹ ấy, quý vị, về định cư, về định gia định cư ở Mỹ. Và đây là một cái bình luận của một chị Việt Kiều tên Liên, đó là: tôi có người bà con vợ chồng là chủ tiệm nail ở New Say làm giả kết hôn, kêu thợ nail của tiệm về làm giả cho anh chị em cháu qua đây hết, giờ tất cả làm chung một tiệm nail mà có thấy gì chú bắt xét gì đâu. Còn một cô chị nó che đi Úc nên đang chờ để đi Mỹ một ổ làm kết hôn giả. Đây là một bình luận gọi là bức xúc rất là nhiều vì một đại gia đình đã làm kết hôn giả để được qua bên nước ngoài để định cư, quý vị. Thì qua những bình luận trên thì quý vị cũng có thấy rất là nhiều quý cô bác anh chị Việt Kiều ở hải ngoại đã ủng hộ cái chính sách rất cao và kiểm tra định cư của Mỹ này. Còn chính sách Mỹ sẽ bắt đầu kiểm tra và điều tra rất cao hơn về quy trình nhập cư của người Việt Nam đây. Thì cái này thì em chỉ đọc được và chia sẻ cái thông tin này thật thôi, chứ em không có dám ý kiến gì. Thì mong quý anh chị cô bác thấy video này có ý nghĩa thì cho em xin một lượt like, một đăng ký để ủng hộ tinh thần em ra những clip tiếp theo. Đây là em chỉ đọc và đưa thông tin thôi chứ em không có ý kiến gì nha quý vị.